Hello, Quách Ánh lại quay trở lại với các bạn rồi đây. Năm hết Tết đến, clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn kiểu trang điểm để đi du xuân nhé. Mình sẽ sử dụng toàn bộ sản phẩm của Lemonade cho clip này. Đầu tiên vẫn là sản phẩm mà mình cực kỳ yêu thích trong thời gian này, đó chính là Dual Foundation. Bước 1, mình thoa toàn bộ primer lên toàn bộ gương mặt. Kết cấu sản phẩm tuy không có màu nhưng lại cực kỳ có võ nha. Nó giúp làn da của mình trở nên láng mịn hơn và lớp nền bền hơn, không bị quá khô với cả làn da siêu khô của mình nữa. Bước 2, hiển nhiên là kem nền rồi. Da của mình thì khá là hợp với cả màu A02 Medium Light. Mình thích em nó không phải vì độ che phủ hoàn hảo mà sẽ giúp mình có một làn da cực kỳ chân thật. Đó, nó khá là trùng với cả phần cổ của mình. Các bạn có thể so sánh hai bên giữa bên mình đã make up và bên chưa nha. Sẽ thực hiện nốt bên còn lại nhé. Sau khi đánh nền xong thì gương mặt của mình đã khá ổn rồi. Mình tiếp tục sử dụng cushion super matte màu A01, tức là màu light, để sử dụng thay cho che khuyết điểm. Che phủ của cushion super matte cao hơn với cả Dual Foundation rất nhiều nên là mình thấy là che khá hiệu quả đó. Màu cushion này cũng sáng hơn foundation một tông nên mình thấy rất phù hợp. Cây son Perfect Couple version 2 mới ra mắt màu 04, nhưng mình sẽ sử dụng nó để làm màu má các bạn nha. Đôi khi tận dụng son kem để làm màu má cũng đem lại một hiệu quả rất tuyệt vời. Bước này thì mình khuyên các bạn nên dùng bông mút để tan nhé. Sau đó thì đương nhiên rồi, không quên phủ một lớp phấn bột để set lớp nền vào. Và đây, ta-da, bảng màu mắt mới tinh của Lemonade được ra mắt vào đợt Tết này. Bảng mắt Tiger Eyes đã được mình mix sẵn 4 màu siêu xinh, lấy cảm hứng từ 5 con hổ nhâm dần. Các màu sắc cũng như là chất liệu đã được mình tính toán để sao cho phù hợp. Đầu tiên mình sẽ sử dụng là màu nâu nude và tan lên toàn bộ bầu mắt các bạn nhé. Đây là màu lì nhưng các bạn yên tâm là rất dễ dàng để tan lên bầu mắt mà không sợ bị bết. Nhưng ngược lại thì màu hiển thị cũng rất rõ nha, không quên đường viền mắt dưới. Sau đó là màu đồng có vặt hổ này, mình sẽ tan vào 1/2 bầu mắt từ dưới lên trên. Cấu tạo phấn nửa cream nửa powder nên sẽ hiển thị màu rất chính xác. Với người đam mê lấp lánh như mình thì không thể thiếu một chút bling bling ở phần giữa bầu mắt. Ô màu được mix giữa dạng shimmer và glitter nên sẽ rất bắt sáng. Nếu các bạn để ý kỹ thì ô màu này có cả màu vàng này, màu trắng ngà và màu hồng nữa. Và cuối cùng ở kiểu mắt này mình sẽ sử dụng màu nâu để kẻ viền mắt và tan hết về phía đuôi mắt nữa. Sử dụng luôn màu đó để kẻ mí mở tròng ở bên dưới. Phần đuôi mắt sẽ được nối từ phần mí mở tròng đó hất lên trên để tạo độ dày và dài, giúp mắt to hơn, dài hơn. Chúng ta sẽ làm tương tự với bên còn lại nhé. Kế đến là eyeliner. Sau thành công của phiên bản trước là Supernatural thì với dịp Tết đến này, Lemonade đã cho ra mắt một sản phẩm limited là Super Tiger với đầu bút nhỏ hơn và có hai màu là nâu và đen. Bởi vì có rất rất nhiều bạn mong chờ Lemonade có thêm màu mới này cũng như là đầu cọ nhỏ hơn nên chúng mình đã quyết định ra mắt sản phẩm này. Hy vọng rằng với sự thấu hiểu và cải tiến này, các bạn sẽ luôn ủng hộ các sản phẩm của chúng mình nhé. Được hoàn thiện xong thì mình sẽ tiếp tới việc là kẹp mi và trade mascara. Bước này thì đã quen thuộc quá rồi và mình cố gắng tận dụng cái mi thật của mình, bởi vì mình không muốn dịp Tết đi cả ngày phải sử dụng mi giả rất là khó chịu và bị cộm nữa. Phần mi giả mình kẻ bằng liner thì mình cố tình vẽ khoa trương một chút để trông hơi hướng giống một chú hổ hơn. Đây là bên đã trade mascara và bên chưa này. Cùng hoàn thiện nốt bên còn lại thôi nào. Đã hoàn thành xong thì đương nhiên là tới bước kẻ mày rồi. Nào, hãy trả lời cho mình biết là các bạn đã sử dụng cây One X Godit thứ bao nhiêu rồi. Còn với mình thì mình không đếm được luôn á. Bởi vì với cá nhân mình thì đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa tìm được một sản phẩm nào mà nó tiện dụng đến như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái màu nâu nude này để tạo sống mũi nhá. Dụng luôn màu mắt này mình thấy cũng khá ok, hợp lý đấy. Và đây là 5 màu son của Perfect Couple version 2. Mình sẽ tranh thủ swatch lên môi cho các bạn xem nha. Trước tiên chắc chắn là sẽ không quên lớp lip filler rồi. Có lip filler thì mình swatch 5 màu, môi mình vẫn ok. Màu đầu tiên là màu son. Đây là một trong những màu hot nhất của bộ sưu tập đầu tiên Perfect Couple Lip. Cam đỏ đất phù hợp với mọi loại da và mọi kiểu make up, kể cả đi học này, đi làm hay đi chơi, và đặc biệt hơn là kể cả đến những dịp Tết nữa, vẫn rất là ok luôn. Số 02 là màu Sugar, đây cũng là một màu hot không kém 1910 với cả son. Màu cam nâu đất ấm áp và ngọt ngào đúng như về tên gọi của nó. Một
một màu nữa trong bộ sưu tập đầu tiên, đó chính là màu 03, màu ti, màu đỏ đất. Đây cũng lại là một tông màu mà không hề kén tông da các bạn nha. Đánh lòng môi thì trông rất trẻ trung, còn đánh full môi thì sẽ tạo sự gợi cảm. Màu số 04, màu Inge được collab với cả chị Đông Nhi. Nhìn sự tươi tắn của màu đỏ cam này là mình đã thấy vô cùng tết rồi. Đỏ này tạo nên sự rạng rỡ cho gương mặt của người sử dụng. Và cuối cùng là màu 05, màu Jealous. Đây cũng sẽ là màu mình lựa chọn cho makeup look ngày hôm nay. Tông màu đỏ thuần không bị dính chút cam hay là chút hồng nào. Mình sẽ cảm thấy rất tự tin và may mắn khi sử dụng em nó vào những ngày đầu xuân năm mới. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một gợi ý makeup cho đợt Tết Nhâm Dần này. Chúc các bạn một năm mới thật an lành và hạnh phúc nhé. Bye bye, Happy New Year.